Xin chào các em đã quay trở lại với kênh của bé BB. Hôm nay thì bé BB sẽ giới thiệu cho các em những xe trong quân đội. Vì sao lại gọi những xe trong quân đội? Bởi vì những xe này chỉ dành trong chiến trường nè, chiến đấu nè. Các em ơi, đây nè, đây là máy bay chiến đấu. Wow, bắt bi cầm nha các bạn nào. Wow, đẹp quá nhờ. Hai cái cánh của nó rất là to nhá. Đó. Và ở trên này có một số loại súng nữa các em này. Đấy, các em thấy không? Có 1, 2, 3, 4. 4 loại súng luôn. Và tiếp theo đó là xe tăng nè. Xe tăng thì có 2 khẩu súng này các em. Đó. Các em thấy không? Bánh xe rất là nhiều nhá. Đó, súng này có thể đưa đi đưa lại nhá. Quay ngang nè, quay sang trái nè, quay sang phải nè. Đó. Tiếp theo sẽ là tàu thuyền này các em. Tàu thuyền để chiến đấu dưới nước nè. Và tàu thuyền này cũng có súng luôn đấy các em ạ. À. Đó, em thấy không? Rất là ngầu nhá. Và tiếp theo đó sẽ là xe tải. Xe tải trong quân đội này các em. Xe tải này chuyên chở các đồ như là pháo này, nòng súng này, đạn này, rất là nhiều thứ bên trong nhá. Tiếp theo sẽ giới thiệu cho em đó chính là xe pháo. Em thấy không? Xe pháo. Đó, nguyên một nòng nòng pháo rất là to nhá. Đạn pháo bắn ra rất là nhiều, có nút gạt cần đây các em này. Bum 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 bum. Và tiếp theo trong bộ sưu tập của những chiếc xe trong quân đội đó chính là ống nhòm, một dụng cụ không thể thiếu trong quân đội. Để khi chiến đấu thì các chủ lính của ta có thể nhìn xa hơn. Đó. Em có thể thấy không? Đó. Nhìn xa hơn, nhìn bắn bi xa hơn. Chú 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 chú. Đó, ống nhòm đây các em ạ. Đó, còn nguyên đây là bộ sưu tập những chiếc xe trong quân đội.